Không, thật đấy chứ, trong cái... À vâng, đến video tiếp theo này chúng ta sẽ thưởng thức hai tác phẩm dưới. À, đây là tác phẩm thứ nhất. À, với tác phẩm dưới đây thì anh Phát đang tạo tác tiếp những người tay chi cho cân đối và để định hình một cái bóng tác phẩm dưới, có thể đặt tên là tỉ muội được, đặt nghiêng thêm một chút nữa hoặc là huynh đệ. Đó là cái bước sau cùng, khi anh đã hoàn chỉnh rồi thì chúng ta có thể tìm cho tác phẩm dưới một cái tên. Không, hắn mà có lá xanh xanh như kiểu thế này. Hắn như giống cái cây chú của cháu, tốt. Cây này mỗi một lần ra một lượt quả rất là nhiều chú sinh này. Đây là các cái nhiều quả của nó hết. Toàn bộ đây là nhiều quả của nó. Vâng. Quả rất là nhiều. Quả nó ra xanh hết một lượt xong vàng rực một cây luôn. Đúng rồi. Ra quả rất là nhiều. À, lúc còn bé là trong khuôn viên nhà tôi có cái bờ rào bằng những cây dưới. Cứ toàn ra vặt dưới để ăn anh. Vâng. Và những cái chú trào màu, những con chim trào màu là cứ xả xuống ăn suốt. Quả rất là nhiều. Một lần ra quả nhiều, quả rất là nhiều. Thật đấy không? Quý nhau. Mà cây nó không có dáng dấp thì cây, nhưng mà dáng dấp thì... Và đây là một bệ dưới tiếp theo của anh Phát vừa mới... À đây chắc là cũng đều là những cái dòng, vâng, dòng dưới này, dưới khai thác thôi. Không, dưới cứ hiện tại ở địa phương mình. Ở địa phương như anh đánh về đây mà. Vâng, đánh về đây thì cho đánh về đây lâu rồi. Đánh về đây thì nó, cây này đánh từ khi mà đem về đây thì nó được 2 năm. Vâng. Hơn 2 năm. Và khi cái thân chính của nó lớn như thế này thì cái vết cắt của anh để tạo thành một cái hạn chế cái chiều cao của cây dưới và tạo nên một cái thân nó côn. Và cho nên vết cắt là rất lớn. Cái dưới nhưng mà được cái gốc bệ này nó cũng rất chi là đẹp chứ. Nó như thế là một cái bệ xanh. Tổng thể cái bệ này nó rất hiền này. Vài hôm nữa ông có chim nguồn. Không. Ra mắt câu lạc bộ chơi chim. Alo. Anh về đi, anh về nhà em đi, xong lên anh này. Mình nhà em gần xong rồi. Hả? À, tại đây chúng tôi thấy gia đình anh Phát có một cái tác phẩm xanh mà có cái thân rất là chúng ta hay vẫn gọi là những cái tác phẩm thân quái. Sợ nên cái như của cây. Vâng, một cái tác phẩm xanh mà có cái đường đi của thân rất là cổ quái như thế này.
cũng là một cây xanh có tuổi đời rất cao. Như con rồng đang. Vâng, đấy như cụ bà có nói là như con rồng đang lượn. Toàn bộ cảnh trong vườn. Tí tôi sẽ đưa ông kính hết. Và cũng trong vườn anh Phát chúng ta thấy có một cây vả, và người ta có cái câu mà lòng vả cũng như lòng sung đây. Khi cái bổ cái quả vả này ra thì phía trong nó thế nào thì quả sung cũng thế, phía trong quả sung cũng giống nhau. Cho nên là người ta nói là trong lòng đấy, lòng vả như lòng sung, quả cũng rất sai và nhìn thì cũng rất giống là quả sung nhưng mà nó kích thước lớn hơn. Kích thước to bằng nắm tay. Vâng. Và khi mà ăn bừa ra thì ở trong là một cục mật. Vâng, đấy là vả mật rồi. Vâng. Những cái lá lộc mới ra này lại màu đỏ như hoa, rất hay thế này. Đây là cây cần thăng. Nhiều lắm, quả từ gốc này đến ngọn. Khi mà mùa quả ra thì phải hàng, nếu mà cân đo đong đếm thì phải có khoảng vài chục cây ký. Vâng, đấy, nó rộng hệ dụng hết xuống gốc rồi. À, mùa ni là không phải mùa của hắn cho nên hắn vẫn còn đây. Những cái u trụ này nhiều lắm. Vâng. Nếu mà cân á thì phải được vài chục ký. Màu lá vả khi mới ra lộc ấy, chúng ta thấy rất đẹp. Vườn toàn cảnh nhà đấy. Cây đó mới là góc lớn ạ. Vâng, một vệ xanh lớn quá. Mới vừa cậu về. Vừa cậu về đấy à? Cậu về cách đây vài tháng rồi, nhưng khi cậu về nặng lắm. Vâng. Tháng 3 vào bờ tường mà đổ cả bờ tường ở đây. To. Thế lớn như thế này mà. To lớn, phải 2 tấn. Đây. Đấy. Cây này khi mà cậu về phải 2 tấn. Vâng. Và chạm vào cái bờ rào trên là đổ bờ rào luôn. Đấy, đổ cả cái đoạn bờ rào này đấy. Khi cậu về đây vất vả lắm. Vâng, Mai Chiếu Thủy. À, đây là tác phẩm Duối, dáng trực, nhưng có cái tay cành thì anh chưa làm được bởi vì mới ra mầm rất nhỏ. Những cái thân cây Duối lớn như thế này. Và ở vị trí này tôi thấy gia đình anh Phát có một cái bể rất là đặc biệt. 1959. Với cái niên hiệu của bể được làm từ năm 1959. Như vậy đã ngót nghét 60 năm. 59 năm. Cái quả đó là người trước người ta khẽ mà bắt bắt bể luôn. Tất cả còn vuông vắn. Anh có nói là gia đình chưa đụng đến để sửa chữa gì hết. Làm kỷ niệm trong gia đình. Vâng, làm kỷ niệm trong gia đình nha anh. Trồng một cái cây trên đó là cây mẫu đơn. Mẫu đơn hoa đỏ phải không bác? Vâng. Hoa nhiều đỏ nhưng mà đây là cháu mới cắt. Vâng, mới đưa ra. Để thì nó sẽ ít nhiều nó ảnh hưởng. Cây lọc mình ấy cũng lâu lắm rồi đây. Vâng. Phải 20-30 năm rồi đây. Vâng. Tại vị trí này tôi thấy có một gốc đào mà thân đã lũa hết, chỉ còn một cái vế nhỏ và một cái đường truyền rất bé ở phía bên này. Đây là cái phần này là người ta là gia đình trống đấy, chứ không phải thân cây. Mà cái gốc đào lũa chỉ còn có một mé bên này thôi.
giả lắm. À, đúng là tác phẩm gọi là Mảnh Đời Còn Lại. À, một cái mé, một cái đường truyền vỏ cây lúa ở bên này để tạo lên một cái nhánh đào còn lại như thế này. Cây đào này đã có khoảng vài ba chục năm nay. Vâng. Và cái gốc này thì hắn đã rửa hết rồi, nhưng mà hắn rất giỏi nuôi một cái cành này suốt. Và cành này rất nhiều hoa nhiều quả. Có từ đời lâu lắm rồi, từ đời cha ông để lại. Vâng. À, đấy, à, một cái tác phẩm đào Mảnh Đời Còn Lại. À, chỉ còn như thế này. Rất cổ. Và trước khi tôi dừng những video chia sẻ vườn cảnh nhà anh Lê Văn Phát, chúng ta cùng nhau thưởng thức cái bóng dáng tổng thể của khuôn viên vườn cảnh nhà anh. Một không gian vườn cảnh nhà người đã từng làm và sản xuất bonsai nhiều năm nay. Và trong khi truyền tải những hình ảnh video vườn cảnh nhà anh Lê Văn Phát, tôi sẽ đăng tải số điện thoại của anh Lê Văn Phát trực tiếp trên màn hình để chúng ta có thể gọi trực tiếp cho anh Phát để giao lưu, chia sẻ và giao dịch những cái tác phẩm mà các bạn yêu thích. Tôi đi mãi ra ngoài đường, mãi vườn đằng dưới nữa. Thôi thế này là đủ rồi bác ạ. Thế này là nó sâu hình hết rồi. Vườn đằng ngoài tên nữa này. Vâng. Và trước những hình ảnh của những cái lá lộc đỏ của cây vả, tôi cũng xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.